Thấy nam siêu tao không? Trời ơi, đẹp quá trời dễ thương. Trời ơi, mấy em Momolan này á thì cũng dễ thương thiệt. Nhưng mà em có mấy em này còn dễ thương hơn nữa nè. Còn dễ thương hơn Nancy của tao nữa. Chắc chắn là hơn luôn. Đâu, coi thử coi. Đây em mở ra coi. Mày có lộn á? Đâu gì đâu lộn anh. Nãy mày nói Momolan mà. Lại là Momolan phiên bản cây nhà lá vườn. Trời, ngươi à? À. Vườn cây ăn trái hả? Trời ơi. Mà này nhìn cái muốn mô Phật muốn lại nó luôn chứ Momolan gì trời. Anh nói sao chứ thấy dễ thương mà, đâu tới mức của mô Phật như anh nói đâu. Thì cũng dễ thương mà thấy kỳ kỳ sao mày ơi. Ờ à, tại em này giống như là điểm nhấn của nhóm thôi. À. Chứ còn mấy em khác nữa. Là mấy em khác là ngon. Ngon hơn nhiều. Còn em này là muốn nhấn cái đầu nó xuống bùn. À, ponytail girl. À. Những cô gái đuôi ngựa. Nghe tên dễ thương không? À. Nó phù hợp với lứa tuổi của mấy cái em này nữa. À, cột tóc đuôi ngựa. Còn bên mình là có cái bài tóc đuôi gà đó em. Ủa có bài đó luôn hả? Ờ. Cái gì? Tóc đuôi gà không coi em chặt đuôi cho cột lên. Ờ không có. Ghê vậy. Phải. Tỉnh anh không sao. Đó. Ngon chưa? Ngon rồi đó. Ngon của mày rồi đó hả? Ờ trời đúng ngon luôn á. Mấy em Momolan bên Hàn Quốc là không có cửa luôn. Đang thui lùi không nhôm nhắc ngon mẹ vậy. Trời, tại mày khoái ăn khô mực đúng không? Tại vì mấy em này còn trẻ người non dạ nên là em thích vậy đó. À, chưa đầy đặn đúng không? Đúng rồi. Để lát tao coi năng xì của tao. Cái động tác này. Tao nhìn nó ốm ốm, tao giống thấy giống giật đồ của mày. Cái động tác này mà ra ngoài chợ mình nó nhảy là tao nói ha. Dân nó ha, nó nắm đầu, nó quýnh cho ba má nhìn không ra. Anh nói sao chứ em thấy mấy bé này nhảy đều với đẹp với động tác dứt khoát quá trời. Thì đó, động tác mày không dứt khoát làm sao mày giật đồ đúng không? Đúng rồi. Đó, thì mà không dứt khoát là bị công an dứt điểm luôn. Hay gì mấy cái vũ đạo của mấy em này là nhanh gọn không đúng á? Đúng rồi, kiểu bóc giật. Thì có tài nghề hả? Ờ. Gì vậy? Đó. Cái này là trộm trái cây. Khỉ hái đào. Tức nhanh gọn nhanh lẹ vậy luôn. Đúng rồi. Ta thấy là không đều rồi đó. Đứa thì lưa lên, đứa thì dày, đứa thì... Cái gì vậy? Cái con bé này nó... Áo tay ngắn tay dài vậy mày? Ừ, cái phong cách nó vậy anh. Thì ví dụ như quần có quần ngắn quần dài thì giờ là mình đi trước thời đại mình áo tay ngắn tay dài. Cứ vậy á, gắt ra con bé thứ tư là nó chặt cái tay đó luôn nè. Mà bất ngờ lắm, anh coi đi thế. Ra ngoài nắng nhảy không mà tao hỏi sao không đen. Thì tại vì không mất kinh phí để thuê studio quay anh. Wow, cái nó nào, cái lòng tao nó nao núng luôn. Anh nao núng là em tưởng anh hâm mộ chứ ai. Hâm mộ cái đầu mày. Nó nhìn là muốn hâm ba đứa luộc nước sôi. Sao anh thấy sao chứ em thấy dễ thương quá trời. Mấy đứa này chỉ có luộc nước sôi nó mới tráng nổi thôi. Ừ. Trời ơi. Cái lỗ mũi đẹp nha. Ủa, anh nhận ra được cái nét đẹp rồi hả? Ờ. Phải chi mà Việt Nam mình có cái lỗ cống nào mà được như cái lỗ mũi này là đâu có ngập đường đâu. Ủa sao vậy? Mày thấy cái chà bá vậy không? Có nước nào mà không chảy vô. Nó hút mày vô còn được à. Ừ vậy mình nên đầu tư vô mấy cái cống giống vậy ha. Ừ. Ra thêm hai con nữa đó hả? Ừ. Giờ mới xuất hiện thêm nè, nó bắt đầu nhiều rồi đó. Nét quyến rũ riêng của em đó thì em đã nói em là điểm nhấn của nhóm mà anh quên à. Ấy mình có thể nhấn nhỏ này xuống lòng đất luôn được không? Không cho đẻ trứng nữa được không? Nhấn nhỏ nó xuống rồi sao có nhóm đuôi ngựa rồi anh thấy của mình nó để tóc đuôi ngựa không? Ờ. Chữ nhóm đó. Nhưng mà không nhẫn là làm tóc đuôi ngựa mà còn làm cho khán giả đuôi mắt nữa. Clip vậy mà mày cũng thích được luôn à? Ủa chứ sao hay mà. Hay cái đầu mày. Gớm. Cái đó mà Momolan gì? Cái đó chỉ mới là cái clip demo thôi anh ơi. Sau này mấy em make up lên nhìn là khác liền. À là giống như là có trang điểm vào là nó sẽ lên một cái tầm cao mới đúng không? Đúng rồi, dễ thương hơn clip này nhiều.
Hứa nha. Hứa luôn. Rồi mở coi coi. Đây mở cho. Makeup rồi đó. Makeup rồi đó. Maquillage rồi đó đó. Đúng không? Trời đất ơi, con nhỏ áo trắng nè, không thể nào mà trốn khỏi tao được. Vừa vô là đập vô mặt là thấy nó rồi. Là chính là con áo hồng vạch trắng đúng không? Đúng rồi. Điểm nhấn đó đúng không? Điểm nhấn của nhóm đó. Làm vô làm gì mặt như đưa đám vậy? Tối qua bắt bồ đồ nha hả? Không phải, tại vì vô clip là mặt phải ngầu, vậy nó mới hay. Tay con bé này nó cũng được đi. Đúng rồi, dễ thương mà. Là hành viên mới phải không em? Hành viên mới đó. Cái này kiểu giống như là Nancy Nhí đi, cũng được đi. Cái bé này bữa nhảy bè nè, hôm nay được lên nhảy chính rồi đó. Ôi, đạp nhỏ kia xuống, đúng đạp rồi. Cái điểm nhấn xuống. Coi đi, coi bất ngờ lắm. Chắc. Cái gì vậy? Điểm nhấn, sao mất được? Sao mày hứa với tao là mày đã nhấn nó xuống rồi mà. Em hứa em nhấn thôi, nhưng mà em làm hay không là chuyện của em chứ. Con này là phải nhấn chìm xuống dưới đá biển mà cỡ 2-3 ngàn mét á. Nhưng mà giờ nó vẫn trồi lên được rồi anh ơi. Nhìn cái mỏ đó là tao thấy là nó thở được dưới nước luôn mà. Mỏ con cá nó chùi kiến mà, phải không? Tao nhớ trong MV gốc đâu có cái động tác mà dở háng đâu mày. Cái này là tập thể dục nhịp điệu anh. Cái động tác thể dục nhịp điệu. Cái này sáng tạo thêm hả? Đúng rồi. Rồi rốt cuộc cái thời trang gì đây? Thời trang mát mẻ mùa hè nhưng mình lưa thưa mùa thu ấy. Ghê vậy? Wow. Cái thời trang này nghe cái tên nó dài nhưng mà nó dần và dễ thương ghê ta. Thế sao? Trời ơi. Phù hợp với cái thời tiết ở ngoài này nữa là thấy không? Cái thời tiết mà mặc cái thời trang mùa này là đâu có sợ bị chảy mồ hôi nách. Chính xác. Thoải mái và thoáng mát suốt cả ngày. Mình lộn lộn đi đâu rồi á? Ủa vậy? À tao cho nhớ lộn Vinh. Vinh hả? Vinh bệ xăng á. Gì? Clear đây nè. Nhỏ này tên Clear. Chính xác. Có quảng cáo dầu gội đầu không? Không liên quan gì. Hèn chi tóc bết quá ha. Quảng cáo dầu gội đầu là tóc đâu bết vậy đâu. Đúng rồi. Hồi nãy cái tên của cái thời trang này mày đặt dài quá. Tao đã nghĩ ra được một cái tên ngắn cho cái thời trang này rồi. Ủa tên gì vậy? Cái này ngày xưa là có cái quần què đúng không? Đúng rồi. Là cái áo què. Cũng hợp lý á. Nghe tóc tay nè. Áo què. Nghe sang nhiều quá. Áo què. Em mặc áo gì? Áo què. Nghe sang không? Mốt cái nhóm này cái làm ra cái nhãn hiệu quần áo riêng luôn. Áo què. Rồi mặc quần què. Rồi giày què. Rồi chân què. Còn chân què là không nhảy được. Ôi, đá lông nheo kìa. Ê, thì gớm lắm luôn á, mày thích luôn hả? Ủa, cũng dễ thương mà, thì em đá lông nheo cũng dễ thương ngang ngửa vậy đó nè. Tính làm gì phê dữ vậy? Sao tao thì, sau khi mà tao coi nhỏ này nó nhảy á, thì tao biết là chắc chắn nó... Tên chí xa của nó là húp si xa chắc luôn. Mày thấy nó bê không? Mày thấy nó bê, nó quẩy không? Ấy giống dữ luôn vậy, chắc hút phải là hai bình đó. Rồi tao hiểu cái tên rồi. Ủa sao vậy, tên gì? Chiết xa đúng không? Đúng rồi. Là hút si xa cho chết cha. Tôi hẹn gì quẩy giống dữ luôn á. Cái gì vậy bên? Tại vì không có tiền đầu tư vô mấy cái kỹ xảo anh, nên là mình tự làm luôn, cây nhà lá vườn luôn. Lấy cái phao hả? Không, nhưng mà tao biết ý đồ con bé này rồi. Kiểu giống như là mày không thể dìm nó chết đuối được ở cái độ sâu là 2-3 ngàn mét dưới đáy đại dương được. Bị nó có cái phao mà. Hàm ý sâu xa vậy luôn. Đó là cái hàm ý của bé này là vậy. Trời. Ra giữa làng rồi nhảy vậy luôn đó hả? Đúng rồi, giống như là bây giờ mình thay vì mình ngồi nhà mình post Facebook để quảng cáo thì mình ra giữa đường mình nhảy luôn. Các bạn nam đồ ha. Fan hâm mộ đó anh. Có đâu, thấy nhìn chỗ khác luôn. Ý là đang nhìn cái đoàn quay phim á. Sao nhỏ này hay tạo điểm nhấn với tao ghê. Thì người cười có công lập ra nhóm thì lúc nào cũng phải nổi bật nhất chứ anh. Ponytail girl. PTG là ponytail girl đúng không? Không phải. Là gì? PTG là phải thật ghê. Trời, tao tưởng là phải thấy gớm chứ. Trời. Trời, phải không? Cũng đâu gớm đâu anh sao. Không mạnh bạo nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like và một subscribe. Và ngoài ra hãy comment cho mình biết là các bạn có thích nhóm
có được tiêu cường hay không. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.